Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Đài Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Những thời ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ở các địa phương trong tỉnh. Trà Vinh tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Và sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị, thực hiện chương trình trận động bầu cử theo luật định sáng qua ngày 11 tháng 5, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tổ chức để chuẩn cử ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh thuộc đơn vị bầu cử số 2 tiếp tục có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri ba xã Tân Sơn, Tập Sơn, An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh các ứng cử viên gồm ông Bế Trung Anh, chủ tịch hội đồng học viện dân tộc thuộc ủy ban dân tộc chính phủ, ông Ngô Chí Cường, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trà vinh, bà Quỳnh Thị Hằng Nga, bí thư Huyện ủy càng long, ông Nguyễn Trọng Kẽ, phó chủ tịch hội dân học kỳ thuộc tỉnh, ông Chở Minh Nhật, phó bí thư tỉnh đoàn trà vinh. tại buổi ra mắt, sau khi tìm hiểu thông tin về từng cá nhân gửi ứng cử và qua nghiên cứu chương trình hành động của từng người, nhiều cử tri bày tỏ quan điểm và thống nhất cao với danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh đã được hiệp thương giới thiệu đồng thời mong muốn từng cử ứng cử cho dù có trúng cử hay không và với vai trò vị trí mà từng cá nhân phụ trách phải thể hiện bản lĩnh phát huy năng lực của cá nhân trong việc tham gia đóng góp ý kiến tích cực tại các kỳ họp quốc hội nhằm không ngừng đưa đất nước ta ngày một phát triển trong đó tham gia đóng góp nhằm tạo cơ chế đặc thù thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trà vinh được phát triển hơn đưa mức sống người dân không ngừng nâng cao song song đó việc thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với cử tri để kịp thời lắng nghe và phản ánh sát thực tế cuộc sống người dân để đề đạt tại các diễn đàn cũng là một vấn đề quan trọng mà cử tri gửi gắm. Dần đây nhiều ý kiến có liên quan trực tiếp tới địa phương cũng được cử tri phản ánh và mong muốn được xem xét như quy hoạch dùng phát triển đồng kịp thích ứng với biến đổi khí hậu, chế độ và độ tuổi hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi, ban hành nhiều chính sách đặc thù phát triển khu vực nông thôn, có cơ chế giám sát chặt chẽ tình trạng hàng gian hàng giả có biện pháp xử lý mạnh hơn, nghiêm hơn đối với các trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến xã hội, chính sách bình ổn giá các mặt hàng nông sản và cần cơ chế kiểm soát chặt tình trạng tham nhũng. Thay mặt những người ứng cử, bà Quỳnh Thị Hằng Nga cho rằng cái ý kiến cử tri nêu là xác đáng và tất cả các ý kiến trên sẽ được các ứng viên tập hợp để trình thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Nhân đây, bà Quỳnh Thị Hằng Nga kêu gọi cử tri cần kiêm túc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp và mong cử tri tham gia hưởng ứng tốt cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Trước đó, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Chân chân tỉnh Trà Vinh thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri hai xã Long Sơn và Thạnh Hòa, huyện Cầu Ngang. Tại hai điểm tiếp xúc, đại diện lãnh đạo quý ban một trận thuộc quốc tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của năm người ứng cử gồm ông Thạch Giao thường trực hội đồng dân tỉnh, trưởng ban dân hóa xã hội hội đồng dân tỉnh, bà Phạm Thùy Linh giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Nhật Linh xã Nhi Trường, bà Kiên Thị Minh Nguyệt tỉnh Quý Dương chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, ông Dương Hoàng Sâm tỉnh Quý Dương giám đốc sở dân hóa thể thao và du lịch tỉnh, ông Thạch Thon phó chủ tịch hội đồng dân quyền cầu ngang các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của mình trong đó các cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác tích cực đóng góp công sức trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật thông qua các hoạt động của đại biểu hội đồng dân phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử đến hội đồng dân và các ngành các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhân đây cử tri của hai xã cũng kiến nghị đến các ngành các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách người có công và nâng mức trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã đề nghị chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc nghèo, người dân tộc Khmer. Trong đó có chính sách nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa lên cao hơn, giám sát các công trình dự án đã xây dựng trên địa bàn quyện, hỗ trợ về bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức trợ cấp cho người cao tuổi, có chế tài xử lý nghiêm đối với các hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Những ý kiến gỡ gắm của bà con cư tri hai xã Long Sơn và Thạnh Hòa Sơn được ông Dương Hoàng Sơn tỉnh Quy Diên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và ông Thạch Thon, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân quyền Cầu An, đại diện cho năm ứng cử viên tiếp thu, ghi nhận bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn trước tình cảm, sự ủng hộ của cư tri đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Dân tỉnh đồng thời cam kết nếu trúng cử đại biểu hội đồng dân tỉnh trà vinh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện tốt vai trò cầu nối truyền tải ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến hội đồng nhân dân các cấp các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời Hôm qua, chứng cử ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đơn vị bầu cử số 5, đã có cuộc gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri ở xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè. Đơn vị bầu cử số 5 gồm ông Nguyễn Chính, hiệu trưởng trường cổ đảng kề tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Hùng Mận, phó chủ tịch hội thủy sản và làm dương tỉnh, Quà thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, bà Trịnh Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè và ông Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri được nghe tiểu sự tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Qua đây, bà con cử tri xã Ninh Thới cơ bản đã thống nhất và đánh giá cao chương trình hành động của từng ứng cử viên đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi được đắc cử đại biểu hội đồng dân dân tỉnh phải phát huy khả năng của người đại biểu dân cử luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và phản ánh trung thực những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các sở ngành chức năng có liên quan xem xét giải quyết bên cạnh đó bà con cử tri đề đạt những kiến nghị cần tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đề xuất đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đề ra nhiều giải pháp đồng bộ cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tệ nạn xã hội ma túy Thay mặt cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Chính, hiệu trưởng trường có đảng nghề tỉnh Trà Vinh, đã chân thành cảm ơn những tình cảm mà cử tri xã Ninh Thới đã dành cho các ứng cử viên. Qua đây, ông cũng hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông cũng như các ứng cử viên khác sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình hành động đã được thông qua, đồng thời luôn lắng nghe và phản ánh trung thực những kiến nghị chính đáng của bà con cử tri lên các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh để các sở ngành tỉnh xem xét giải quyết. Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Cần Long. Báo cáo với đoàn công tác, Ủy ban bầu cử huyện Càng Long cho biết, đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đơn vị xã thị trấn. Bên cạnh đó, các tiểu ban bầu cử huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khi có diễn biến phức tạp xảy ra. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở huyện Càng Long cơ bản đã hoàn tất. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Thành Thương, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Càng Long tổng ra soát các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu cho các bước triển khai bầu cử, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác bầu cử, nhất là khu vực bầu cử ở cơ sở để phát hiện, khắc phục kịp thời những tồn tại tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử lợi dụng bầu cử để gây rối làm mất an ninh trật tự tử. đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sao cho phù hợp với từng địa bàn đảm bảo an ninh trật tự tử, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn khi có tình huống diễn biến bất ngờ xảy ra bên cạnh đó tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất tạo khí thế vui tươi phấn khởi của nhân dân hướng đến ngày bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân Ngày 11 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và chị đồng giai đoạn 2015-2020 trong cơ sở giáo dục đào tạo. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể có liên quan cùng tham dự nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, hướng đến mục tiêu cho thế hệ trẻ Việt Nam chuyển biến căn bản về đạo đức lối sống phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cấp quỹ, hệ thống ngành giáo dục, tổ chức đoàn hội, đội tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, lý tưởng cách mạng, chủ trương đường lối chính sách pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam. Sau trong đó tổ chức các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về chủ nghĩa Hồ Chí Minh, dinh danh tuyên dương khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện nhằm tạo cho thế hệ trẻ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có trách nhiệm bản thân, yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Quỹ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành công văn số 1715 trên UBND gạch KGVX về việc tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phải quyết tâm cao hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không quan mang dao động, quản hốt, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp, nhanh chóng kiểm soát tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Trong đó lưu ý một số nội dung sau. 1. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp quỹ đảng, chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền và quy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc chủ động phát huy nội lực với tinh thần phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài chống là cấp bách quyết liệt nhanh chóng với tinh thần chống dịch như chống giặc tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra, thực hiện kim phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm nhanh chóng, ổn định tình hình. 2. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo thẩm quyền từng cấp, chú ý phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm. 3. Thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao theo chức năng nhiệm vụ, phân cấp quản lý, bảo đảm chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, từng cấp từng ngành phải chủ động có phương án kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý tỉnh phải chủ động lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, ấp khóm tổ dân phố cũng phải tự lo. Từng người dân phải có trách nhiệm chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và chi sức khỏe của cộng đồng, góp phần bảo vệ lợi ích chung của dân tộc. 4. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, tăng cường kiểm tra giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 5. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, rạp chiếu phim, quán bar, massage, sông hơi, karaoke, trò chơi điện tử có kết nối mạng và không có kết nối mạng, thẩm mỹ, làm đẹp, các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội tập trung đông người, chính quyền địa phương và chủ cơ sở phải đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh. 6. Hạn chế tập trung đông người tại các đám cưới, đám tang, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội. Yêu cầu thực hiện kim thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. 7. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú, yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Sở liên kim và công khai trường hợp vi phạm kể cả đối tượng với cán bộ, công chức nhà nước, không nể nang, né tránh vì đây là công tác liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 8. Bảo đảm các yêu cầu an ninh, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, thực hiện mục tiêu kép. Trong đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm kết thúc năm học 2020-2021 an toàn. Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh, báo cáo trung ương, bảo đảm bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đạt kết quả cao nhất. 9. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, thị xã thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: Thực hiện kim công dân số 3775 trên BIT gạch KCB ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào cơ sở khám chữa bệnh và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công điện số 615 trên CD gạch BIT ngày 7 tháng 5 năm 2021. Tổ chức kiểm tra đánh giá theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn và Phòng khám An toàn theo quyết định số 3088 trên quy đề gạch BIT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và quyết định số 4.999 trên quy đề gạch BIT ngày 1 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Y tế ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đảm bảo an toàn và tuyệt đối không để xảy ra việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế khu cách ly tập trung chủ động đã cao năng lực xét nghiệm năng lực cách ly trên địa bàn bảo đảm đáp ứng các tình huống không trông chờ ý lại vào sự hỗ trợ chi di diện của trung ương, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trong phòng chống dịch, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị, đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng dịch đặc biệt cho các đối tượng tuyến đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số 21 trên NQ-GCB ngày 26 tháng 2 năm 2021, giải thích rõ nguyên nhân của sự cố nếu có để nhân dân hiểu và yên tâm tiêm vaccine. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sở Y tế tiếp tục cập nhật có phương án kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Khẩn trương quyết liệt chấn chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh, bảo đảm đủ thời gian, đặc biệt là thực hiện kim khâu bàn giao tiếp nhận theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình nơi lưu trú. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại khu cách ly dự phòng, trường đào công nghiệp thực phẩm cũ trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh mời giám đốc sở lao động thương binh và xã hội trưởng ban quản lý khu kinh tế trà vinh giám đốc công an tỉnh chủ tịch quỹ ban nhân dân các quyện thị xã thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với sở y tế các sở ngành tỉnh có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau siết chặt quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số 540, 570, chủ tịch quỹ ban dân tỉnh đã chỉ đạo tại công văn số 1547 ngày 28 tháng 4 năm 2021 và công văn số 1590 ngày 3 tháng 5 năm 2021 ngăn ngừa xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ra soát đánh giá lại việc kiểm soát nhập cảnh đối với người nước ngoài khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh nếu có quản lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp 11. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Tổng biên tập Báo Trà Vinh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Y tế các sở ngành tỉnh có liên quan, tiếp tục truyền thông về tình hình dịch bệnh với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, kêu gọi nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe chính mình tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó cán bộ công chức viên chức nhà nước phải cương mẫu đi đầu, không để lặp lại việc một người lơ là cả xã hội vất giả. 12, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân các quyện thị xã thành phố tăng cường chỉ đạo Quỹ ban nhân dân các xã phường thị trấn phải thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý người thuộc diện theo dõi sau cách ly trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp cơ sở quy động mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể và đặc biệt quy động phát huy vai trò tinh thần tự giác làm chủ của nhân dân trong việc phát hiện thông tin đến cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cư trú bất hợp pháp để có biện pháp cách ly giám sát theo dõi phù hợp ra soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ an toàn người được cách ly theo đúng quy định 13. Giao thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện công văn này trên địa bàn tỉnh, hàng ngày báo cáo về thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Sáng nay, ngày 12 tháng 5, các cơ sở y tế trong tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt này trên Vinh sẽ có 2.670 đối tượng được tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 trong đó có trên 2.100 đối tượng là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh đang công tác tại các cơ quan báo chí, các bệnh viện và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Còn lại trên 500 đối tượng là lực lượng công an tỉnh. Các đối tượng này sẽ được tiêm vaccine ở 17 cơ sở y tế trong tỉnh, trong đó có 5 cơ sở y tế ngoài công lập. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Dinh cho biết, trong đợt hai này, các cơ sở y tế trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm vaccine trong 2 ngày, 12-13 tháng 5, sau đó sẽ tiêm vét vào ngày 14 tháng 5 để đảm bảo hết các đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Được biết trước đó trong đợt 1, cho dinh đã có trên 7.012 đối tượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 đang công tác tại các cơ quan báo trí, ngành y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch và các lực lượng vũ trang được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đạt dưới 1,3% so với kế hoạch đề ra và tất cả đều đảm bảo an toàn. Chỉ có trên 1.000 trường hợp có phản ứng thông thường như sốt nhẹ, đau đầu, ớn lạnh. Hiện tại sức khỏe đều ổn định. Chương trình thời sự tối của Đài Trung Hoa Đài Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ. Xin thân ái chào tạm biệt.